là một người tù thâm niên nhất tại Việt Nam. Ông là đại úy trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông bị bắt hồi tháng 10 năm 1982 và bị kết án tử hình vào năm 1983 vì là tác giả của những bài hát và bài thơ bị coi là phạm tội phản động, vân vân. Ông đã viết những lời tố cáo hai viên chức cấp cao Cộng sản hãm hiếp và tham nhũng. Hành vi đó khiến cho ông bị buộc tội là phá hoại, gây tổn thương cho hình ảnh của chế độ. Ông không nhận tội. Án tử hình đã được đổi thành án chung thân vào năm 1985. Kể từ đó, ông bị biệt giam trong một trại tù ở sâu trong rừng. Chúng tôi phải nhắc đến số năm tù trong chế độ Cộng sản mà ông phải gánh chịu là 37 năm, tức là khoảng hơn 31 năm và 5 năm tù cải tạo, gọi là tù cải tạo. Chúng ta còn có rất nhiều điều kính phục để nói về cái người tù thế kỷ này lắm. Nhưng mà trước tiên thì chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi chia sẻ niềm vui đoàn tụ với gia đình, với bạn bè của ông trong cái buổi hội luận ngày hôm nay. Trước tiên thì Thanh Lan xin kính chào ông Nguyễn Hữu Cầu từ thành phố Sài Gòn ạ. Xin mời ông lên tiếng cùng với quý thính giả. Dạ, tôi là Nguyễn Hữu Cầu, người tù mới về được 20 mấy ngày nay. Tôi xin chào toàn thể quý vị đồng bào hải ngoại cũng như quốc nội, nam phụ lão ấu, và cũng chào mừng cô Thanh Lan, chào anh Nguyễn Bất Truyển và anh Đức là những người bạn tù của tôi, những người bạn tù thân thiết của tôi lắm, cách đây mấy năm về trước. Lúc mà tôi ở trong trại đó là trại cũng cho một số bác sĩ của trại từ đại quý lên tới thượng, thì các ông chỉ nói có 2-3 bệnh trầm trọng, nhưng trong đó có một ông bác sĩ đó, ông cũng cảm tình với tôi, thì ông nói thật, ông nói là nếu như ông không về trước 30 tháng 4 đó là ông phải chết trong tù, bởi vì bây giờ tôi lén tích ít máu ra thử cho ông đó, là cái gì hồng cầu thì thiếu lắm, rồi ông bị loét bao tử trầm trọng, rồi mắt ông đã bị có mủ, rồi ngực ông, rồi cổ, nói tóm lại là đủ thứ bệnh đó. Thì khi tôi mòn mỏi chờ đợi như vậy đó, thì đúng là ngày 21 tháng 3 thì trại có kêu tôi lên, nói là bây giờ lệnh của chủ tịch nước là số 603 gì đó ra lệnh đặc xá cho tôi. Thì từ đó là từ trại tới 9 giờ xuất phát, 9 giờ sáng thì đến là 9 giờ đêm cái ngày 21 tháng 3 tôi về tới quê của đứa con trai là ở dưới rừng U Minh, mà nói cụ thể là ấp An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Thì về đến nhà 9-10 giờ, rồi gần tối sớm, rồi cháu con sau 3 mấy năm hồi tôi đi, con có 3-4 tuổi, giờ nó 40 mấy, mới về giờ thì bắt đầu nó có cái tình trạng mà nó xoay sẩm ra y như trong trại tôi nằm xuống đó. Thì đến khoảng 6-7 giờ nó nấu cho được bác cháu lối xóm hôm qua hội thăm, thì đến 7 giờ thì rõ ràng là cái ông mà xin tạm giấu tên, ổng cũng không, nếu mà nói tên thì cũng kẹt ông đó. Ông cũng người có lương tâm, thì là tôi bị ngất xỉu đi, thì cháu nó mới đưa qua cái trạm y tế gọi là cấp xã huyện vậy đó. Thì ông bác sĩ ổng đo là ổng nói bây giờ ông phải tìm mọi cách đó là đi lên cái thành phố Rạch Giá là vào một số máu, chứ không thôi ông là thiếu máu rất là trầm trọng. Rồi chung quanh đó thì người ta mới bàn, cái có người 4-5 người lối xóm hùng nhau kêu chiếc taxi xuống, thì chở tôi từ đó lên cái thành phố Rạch Giá là khoảng tiếng đồng hồ, rồi nhập vô cái bệnh viện của kêu là bệnh viện quốc danh, thì thấy ghế bố đồ để dọc đường, rồi gần những nơi là rất là mất vệ sinh xú uế, thì anh em bạn bè theo nói cứ qua bệnh viện Bình An. Thì khi qua bệnh viện Bình An thì tôi cũng có nói với
bệnh viện ở đây là cái nhà thương, chứ không phải cái bệnh viện của nhà nước ở bên kia. Thì thái độ cũng phục vụ cũng tốt. Trong vòng 7 ngày thì vô cho tôi được 7-8 bịch máu với 7-8 bịch nước biển. Rồi sau đó là họ có nói còn nhiều chứng bệnh mà ở dưới cái máy nội soi, máy này nọ đó không có đủ thiết bị. Chính ông bác sĩ ông nói còn muốn giữ ông ở đây để có thu, nhưng mà bây giờ ông nên đi ở trên Sài Gòn để mà chữa bệnh. Ở trên đó có nhiều bệnh viện, có nhiều phương tiện đó. Thành ra rồi là sau khi ở bệnh viện đó là sáng hôm sau rồi tôi lên bệnh viện Sài Gòn. Nói tóm lại là từ khi mà được trả tự do đến giờ 20 mấy ngày thì chỉ ở gia đình được 3 tiếng đồng hồ. Chuyển qua sáng ngày 22 của tháng 3 đó, bây giờ tới là bao nhiêu tháng 4, tôi nhớ hình như 20 mấy ngày rồi. Dạ, là hết cái bệnh viện ở Quốc Doanh Rạch Giá, rồi chuyển qua bệnh viện Bình An, rồi cái lên Sài Gòn bệnh viện Grand, rồi ra bệnh viện France Việt Nam, rồi tối đó là có mấy tối rồi có mấy ông, có vị sư đó, ông cũng thương mình, ông tới ông kiếm trên mạng biết, thì sao mà ai giới thiệu, rồi tên là ông Sư Vạn ở bên chùa Diệu Giác ở bên gì đó bên Gia Định, ông qua ông chăm cứu. Mà tôi 4 năm nay đau cuộc sống ghê lắm, mà ông chăm như vậy có 5-6 ngày nay bớt đi vậy 80-90%. Mà đưa tiền cho sư á thì sư không lấy, sư nói tôi là theo dõi về anh đã làm mấy năm nay, bây giờ tôi chăm cho anh á là đem hết cái tài ra chăm chớ. Giờ tôi cúi anh cũng như cúng dường cho Phật vậy đó, ông nói vậy đó. Yeah. Mà sư không có lấy tiền. Mà tối ổng đi với xe cà tràng đâu tuốt bên gia đình qua đây, đêm nào cũng khoảng 8-9 giờ, ổng làm tới 11 giờ đó. Hồi đó trong tù bao nhiêu năm nó mòn mỏi rồi, nó cũng có nhiều lúc đêm mưa. Mà tôi á là ở trong đó anh em cứ nói, cả bên hình sự với bên chính trị nói là tôi chuyên gia ở biệt giam. Thì vô là tôi là cái người họ hay nói giỡn, nói tù ở trong tù là vô cái nhà tù lớn, rồi tới cái nhà tù vừa nó có chừng 20-30 dãy nhà, một dãy nhà chứa chừng 70-80 người. Thì tôi xuống một cái khu nữa là có 1-2 phòng vậy, có lúc là ở trên cái hòn đảo nhỏ nhỏ, rồi chung quanh là làm cái ao cá, rồi cái tôi ở đó mình vậy đó. Là thành ra có những đêm mình nằm cũng mơ, rồi cái thấy về nhà cũng thấy con rồi cháu rồi bà con lối xóm rồi ra, rồi vui lắm. Mà tới chừng mơ mơ màng giật mình dậy, sao thấy mấy cái song sắt rồi nó hiện ra, nó bị hoài như vậy đó, cỡ 10-20 lần suốt 3-mấy năm. Thành ra cái lúc mà về rồi lối xóm rồi con cháu có người vui, người khóc, người cười. Rồi tôi cứ thỉnh thoảng 5-3 phút tôi cứ lấy tay tôi nhẹ nhẹ tôi nhéo vô cái đùi, cái này chắc thiệt quá mà thấy đau vậy đó. Mà nhiều lúc hồi trong giấc mơ cũng nhéo cũng thấy nó đau nữa. Bây giờ không biết là bây giờ thì lần cái không khí đời nó lấn sân rồi, nó lấn sân không khí tù rồi. Nó cảm giác đó nó khoảng tuần nay. Còn 10-mấy ngày trước, nhất là những buổi đánh thuốc mê để mà nội soi hay là thử nghiệm cái gì đó, thì sau cái cơn thuốc mê 1-2 tiếng đồng hồ mình dậy thì cảm giác cũng còn ở trong tù vậy đó. Nó ngộ lắm. Mà bây giờ thì đỡ rồi. Thưa chú Nguyễn Đông Cầu, ai cũng thắc mắc là tại sao chú ở tù lâu thế, và họ gán cho chú tội gì. Chú có thể cho quý thính giả biết rõ hơn lý do chú bị án tử hình không ạ? Đây là một cái bệnh viện của ông bác sĩ Nguyễn Văn Triết gì đó, nghe nói thiếu tá y sĩ cũ, ông lập lên cái bệnh viện nó khoảng 10-mấy phòng.
Thì khi ổng đi vượt biên, tỉnh nó mới lấy cái bệnh viện, nó bàn giao cho cái bệnh viện tỉnh. Thì đó là tài sản của bệnh viện tỉnh. Rồi bệnh viện tỉnh nó chia 5-3 phòng dưới cho những bác sĩ độc thân hoặc có vợ. Còn cái tầng trên nó làm cái tổ quỹ. Rồi hằng ngày 2-3 ngày thì cái ông viện trưởng viện kiểm sát lúc đó là Nguyễn Thế Đồng, với một cái ông mà ở bên ủy ban nhân dân tỉnh á, là lâu quá tôi cũng quên tên, nhưng mà cái mục tiêu chính là ông Đồng này nè, ông cứ đem cái lúc đó là đổi tiền miên với đô la về, thì tối có đệ tử nó sắp tiền, rồi thỉnh thoảng là 5-7 ngày nó bể bãi về tổ chức vượt biên, ta đem giấy về thì thay vì chung cái gì đó thì ổng lại bắt nhốt, rồi có số sợ quá trốn. Nhưng mà cái mà tôi bực nhất á là phẫn nộ, là cứ vài bữa đi thấy ổng là có 2-3 cô bé mà mình độ cái tuổi mà không có hỏi, thì khoảng 16-17 tuổi rồi đến như vậy, bị gì có 2-3 cái người mặc thường phục gác canh giữ không cho lên cái lầu cái nhà chỗ sân thượng đó. Rồi cái lúc đó là tôi, cái đêm đó thì tụi tôi đi uống cà phê về, lên gặp cái cô bé đó, cổ nói là Bùi Thị Tuyết ở đường Nguyễn Văn Trỗi gì ở Sài Gòn đó đi vượt biên, bây giờ bị bắt rồi ở bên cái bên trại giam đưa qua. Thì đó, rồi tôi ngó xuống dưới cái cô mặc cái áo sơ mi trắng với cái quần tây trắng, mà ở dưới cái thinh lỗi dưới hạ bộ nó màu đỏ rất nhiều, mà cô ăn cầm cái bịch nước mía với ổ bánh mì. Thì cô đứng dậy nói: chú ơi cứu con sợ quá, lát nữa mấy ông đó trở lại nữa, mấy ông đi ăn tối rồi. Thì tôi hỏi đó, cái điều đó phẫn nộ lắm. Rồi thêm có cái anh bộ đội, anh có người chị ở trong căn nhà đó, thay vì anh nằm bệnh viện đó, rồi ảnh đi với tôi lên ảnh thấy, rồi ảnh tức quá. Anh đó là anh tên anh Quân, anh Vương gì lâu lắm rồi. Anh nói tôi cũng thấy bộ đội, tôi cũng dẫn Việt Nam Cộng Hòa cũng dẫn bộ đội Campuchia đi uống cà phê. Anh Thanh gọi tôi bằng anh, rồi anh nói mà tôi thấy cái cảnh này tôi uất ức quá, nếu mà em mà thưa với anh Cầu ném vô cái phòng cho cái thằng viện trưởng kiểm sát này, nó chết mẹ nó với thằng ủy ban nhân dân tỉnh này đó, và còn nhiều chuyện nữa mà nó thuộc loại nhơ nhớp lắm. Nói rồi từ đó tôi mới làm cái đơn, lúc đó mình nghĩ như lại Việt Nam Cộng Hòa, rồi tôi gửi cái đơn lên báo Nhân Dân, ở ngoài bao lốp kỹ lắm, lấy địa chỉ con em tôi là Nguyễn Thị Mỹ Phát, ấp 2 xã Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, rồi gửi lên tòa báo Nhân Dân là trong cái mục là phát triển nông nghiệp. Rồi ở trong cái đó tôi mới bao lại là Nguyễn Hữu Cầu, nhà số mấy mấy ở đài khí tượng. Rồi tố cáo là 4 trang lên tất cả những sự việc đó, rồi có những người nhân chứng sẵn sàng mà làm chứng cho tôi ghi theo cái tên đó, thì họ ký cái bên, trong đó có 3-4 đảng viên cộng sản mười mấy tuổi về hưu đó, họ sẵn sàng làm chứng cho tôi. Rồi thời gian sau là gửi đi, lúc đó khoảng tháng 8 năm 81, thì đến cái tháng 10 gì đó nó lại cái thơ nó về lại Kiên Giang. Thì sau đó một số em bên bưu điện nó quen với đứa em gái, nó nói cái thơ đó đến gửi cho bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, là chắc là ý là để ông trên ông chỉ đạo xuống thế nào đó. Thì cái băng mà B2 rồi những an ninh chìm, công an chìm gì của tay chân của ông Nguyễn Thế Đồng, viện trưởng viện kiểm sát, ông mới lấy cái tài liệu đó là ông thâu lên, hoặc là ông bí thư tỉnh ủy ông bận việc quá ông không có chú ý. Thì từ đó là ông ghim tôi, bắt đầu lúc đó là đi Sài Gòn, đi lên khỏi tỉnh thăm, đi mua vé là không được rồi đó. Cô tôi lại là đến năm 82 đó là ông mới phát cái lệnh là gì,
ban lệnh vô công an phải bắt tôi. Rồi bắt tôi như vậy đó. Rồi đó là khởi điểm của cái chuyện đó, là hai ông cùng là ra lệnh bắt tôi. Tức là sau này vào trong tù rồi có những người công an họ tổ chức vượt biên rồi mua bán bến bãi rồi ở tù rồi họ nói ừ cái việc mà ông bên tỉnh ủy ông ra lệnh như vậy vậy rồi cái người nào làm cái chuyện đó rồi ông Nguyễn Thế Đồng ra lệnh xuống cho ông nào để mà bắt tôi để dựng thành án thì lâu lắm rồi nhưng mà đến khoảng 80-81 rồi những người mà tù đó họ vô họ mới kể. Tức là mình bổ sung thêm một cái số thông tin về cái vấn đề bắt tôi như vậy đó. Đó. Và thì dĩ nhiên là qua một quá trình dài làm việc rồi khoảng 1983 thì đưa tôi ra tòa thì kêu án tử hình. Mà để lát nữa đến cái mục tôi còn nhớ kêu mà trong phiên tòa rồi có những người họ phản đối rồi công an cặp một người dẫn ra mà suốt năm ngày xử như vậy đó, công giáo Phật giáo rồi có mấy ông cao đài hòa hảo cũng phản đối nói cái đó là không phải của tôi sáng tác mà tại sao mà đọc trong cái phần bút lục là phần chép tay đó bây giờ nó nhiều lắm rồi. Tôi nhớ hồi đó trên cái hàng đầu liếc qua có cái nhóm là của anh Trương Minh Đức đó là 8-9 người tại cái rạp hát là rạp Nghệ Đô đó rồi hai cái hàng ngồi đó lúc đó anh Trương Minh Đức chừng độ 20 tuổi à. Tôi nói đầu tiên vô khai là bao nhiêu ngày đó ông viện kiểm sát ổng lúc đó còn liếc rồi hiếp dâm cưỡng bức bao nhiêu em 11 em rồi em thì khai Chợ Lớn Sài Gòn em thì ở Thủ Đức ở Thủ Dầu Một xuống ngày mấy lúc đó cái liếc nó còn danh sách nó còn chứ giờ băm mấy năm cũng quên rồi rồi cái nó dẹp cái đó thì có những cái người ta khai báo giả cái chữ viết tôi rồi ký vào cũng giả cái chữ ký rồi rồi buộc thí dụ như cái trang một mở ra nói là trong lúc lên Nguyễn Hữu Cầu ra trường đeo loan thiếu quý là sai rồi ra có chữ quý à thì tên Nguyễn Hữu Cầu đã được trung tướng Nguyễn Hữu Có là bộ ba Thiệu Có Kỳ là một tên quyền lực khét tiếng đỡ đầu nên thiếu quý Nguyễn Hữu Cầu là đã giữ chức vụ rất lớn trong cái quận. Thành ra cái người mà làm bức cung ép cung này không biết cái gì hết trơn á. Đó rồi thông qua cái quyền lực của tên trung tướng Nguyễn Hữu Có thì tên Nguyễn Hữu Cầu đã là tham ô tham nhũng rồi cướp đoạt tài sản của lính rồi vì phụ nữ của rồi tới chừng mà chính cái ông mà sau này mình nói một cách công bình là ông cái ông mà luật sư Trần thời Vượng trong phái đoàn phúc thẩm sau 2 năm sau xuống xử cho tôi đó ông nói là mấy ông ở Kiên Giang này có bức cung ép cung thì tôi cũng đi xử nhiều tỉnh rồi còn mấy ông bức cung cũng có trình độ chứ mấy ông ngu như con bò. Cái tài tướng Nguyễn Hữu Có này là từ tháng 6 năm 1966 là định là đảo chính ông Nguyễn Cầu Kỳ với Nguyễn Văn Thiệu rồi thì bị là đẩy qua làm đại sứ lưu vong ở bên Hồng Kông đó. Rồi ông Cầu này 2 năm rưỡi 3 năm sau là sau cái biến cố mậu thân thiếu người đó là mới tổng động viên thì ông Cầu này ông mới đi sĩ quan là làm gì mà có lúc đó là đương kim phó thủ tướng phó chủ tịch ủy ban hoành pháp trung ương gì ổng họp cái trong cái phiên mà trước khi xử ổng chửi mấy ông viện kiểm sát với mấy ông mà bên điều tra như vậy đó đó là ví dụ vậy rồi tôi gọi treo cái hình một vài ông tướng Mỹ như ông William Westmoreland đồ rồi treo hình tổng thống Kennedy cái phòng riêng thì lúc mà lục cái phòng á thì nói tôi còn liên lạc với Mỹ
bằng chứng là có mấy cái hình, rồi cái trang 3, dòng 13 tới dòng 20, bản cáo trạng số 09, ngày 23 tháng 5 năm 83 đó, là nói tôi là CIA Mỹ, là tổ chức mạng lưới CIA của phía Nam. Cái tôi cũng làm CIA nào. Rồi đến kỳ đó là buộc tội là có ông đó là ông Lâm Sườn đó, ông quen với mẹ tôi. Ông lớn hơn tôi 20-30 tuổi. Lúc đó ông xuống, ông tìm đường đi vượt biên. Rồi mẹ tôi cũng cho tá túc ở trong nhà 2-3 đêm để chờ chuyến. Rồi ông này ông đi lọt. Rồi cái B2 theo. Rồi cũng trình, rồi bắt đầu là nói ông Lâm Sườn này, ổng qua bên đó, ổng là tổ chức của Trung Quốc gì đó. Rồi bao nhiêu ngày tôi liên hệ với ổng, chứng tỏ là tôi là nhân viên tình báo sở Hoa Nam của Trung Quốc. Mà trong cái bản cáo trạng, đầu cáo trạng là tôi là tình báo của CIA Mỹ. Rồi cuối cáo trạng là tình báo của Hoa Nam, tình báo của Trung Quốc. Rồi đặc trách liên hệ với Hồng Kông, với Tưởng Giới Thạch, với Mao Trạch Đông gì. Tôi có biết cái gì đó là mấy cái. Tự nhiên là nhận tội ký là do những người khác nhận. Rồi trong nhà trong lúc lục túm hết bỏ vô mấy bao vác lên cái. Gặp lúc đó mình cũng chép kinh cho mẹ tôi. Ví dụ chú Đại Bi kể hỏi cái này cái gì, viết mật mã tại Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát đó, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ly, rồi Nam Mô Hát Ra Đắc Na Ra Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Lước Bát Ra Gia. Rồi nói tôi viết cái chữ mật mã, rồi đánh tôi mấy ngày biểu mấy khai là cắt nghĩa. Tôi nói trời ơi, không biết mấy ông hòa thượng ông có biết cái nghĩa không, chứ tôi nghe nói cái này chữ Sanskrit, cái chữ gì mà của Ấn Độ. Rồi cái lần tới hồi lên cáo trạng, ở lên phần bút lục đọc ra giữa tòa, bảo đảm là anh Đức. Rồi lúc đó nghe đó cái gì Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, là ông Nguyễn Thế Đồng ông nói Thiên Thủ Thiên Nhãn là Vô Ngại là tên lửa của Mỹ, quả tiễn đất đối đất, không đối không, cứ bắn vào Việt Nam. Vô Ngại là đừng có ngại ngùng vậy đó, cái câu của Phật hay sao mà nói vậy đó. Đó là nhiều lắm. Rồi cái bài tôi viết này, có lần Đức Phật Thích Ca đó, cầm hoa sen thấm dâng ra mọi người, để có dịp tôi trình bày bằng bản nhạc. Rồi hỏi Ca Diếp lần nào, tôi nói ông Ca Diếp này ông đệ tử của Phật, cán bộ đừng có nói rằng cái thằng ông 2000 mấy năm 3000 tuổi rồi. Rồi là hỏi sơ qua đó, hồi lên phần bút lục cũng có người ký nhận, nói là tên Ca Diếp này là với tên A Nan là hai cái tên là đi bảo vệ cho Thích Ca, riêng tên Ca Diếp đã bị bắt rồi, còn tên A Nan đang là phát cái truy nã khắp toàn quốc. Trời, ra tòa rồi, trong tòa nhiều người ta cười, hỏi anh Đức coi rồi có một số người Phật tử người ta phản đối đó. Cái buổi đó là cũng kéo ra ngoài 5-6 người, cả rạp hát đều thấy đó. Rồi đó là còn Đức Mẹ Maria thì sau này trong phần bút lục đó, cái ngày xử thứ tư cũng nói tên cầu cũng liên hệ với lại tình báo Do Thái Massoud, rồi đã liên hệ với thị Maria, Đức Mẹ Maria mắc đi thị, rồi cái lại số bên Công giáo họ tức có cái bà đó, bà mấy bài 70 mấy tuổi, bà nói là ui rồi cái ông này ông phạm tội gì tôi không biết, nhưng mà Đức Mẹ là không có phải là tình báo nè, là thị Maria, ui rồi mấy ông là bả làm dấu đánh giá, rồi công an cũng kéo bả ra ngoài vì bả phá rối trật tự trong phiên tòa đó. Rồi như cái bài kinh đã, tức là khi mà là cái tòa án phúc thẩm xuống xử là thẩm tra lại đó, là bỏ đi rất nhiều, vì ông tòa ông nói giữa phiên là cái này là làm bậy đó. Ông nói là ép cung là làm bậy, ông nói dưới đó. Rồi nhưng mà khi mà cái bản cáo trạng 6 tháng sau tôi nhận là cái bản cáo trạng số 180,
ngày 24 tháng 5 năm 1985, danh là Thành Tòa Phúc Thẩm Thành phố Hồ Chí Minh, thì có mười mấy trang tôi không nhớ, nhưng mà cái tội tôi tập trung là trong trang 8, dòng 10 tới 18. Tên Cầu đã táo tợn soạn ra bài Giọt Mắt Chúa kêu gọi chống đảng và nhà nước, mà nội dung cực kỳ phản động như sau: Lạy Cha chúng con ở trên trời, lấy cái bài kinh Lạy Cha là cho cái đề là Giọt Nước Mắt Chúa, là Lạy Cha chúng con ở trên trời, tức là lạy đế quốc Mỹ, thì chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước gia trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, là ý tình cầu là mong cho đế quốc Mỹ nó bành trướng khắp thế giới. Rồi cái câu chót là xin Cha tha nợ cho con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con, là ý tình cầu nói là đừng nghe những gì cộng sản nói. Rồi cuối cùng là xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen, là ý tình cầu nói là mà hãy thấy những gì cộng sản làm. Mà cái câu đó là cái câu nó đáng nhạy, nó nhạy cảm nhất thì thời gian 75-80, là cái câu của ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ổng để lại đó: đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy thấy những gì cộng sản làm. Rồi giờ lòng cái đó vô bài kinh Lạy Cha rồi nói tôi sáng tác. Rồi đại khái là những cái tội là gom lại là còn chung thân với tử hình, mà tôi bị tử hình là ba cái án tử hình cùng một lúc đó, chứ không phải là một cái án tử hình. Rồi ở trong đó là thôi, rồi nói cái gì đâu, rất là nhiều cái vớ vẩn mà thiết nghĩ là nói ra thì nó mất cái thời giờ của quý vị ở đây, quý đồng bào, nên tôi chỉ tóm tắt mấy cái điểm nổi bật như vậy thôi. Còn trong rồi cái phần mà ép cung hàng ngày, 9, 2, 3 anh cán bộ điều tra ảnh cũng lắc đầu, rồi ảnh đưa cái bút tích cho tôi, ảnh nói đây nè ông viện kiểm sát, ông hàng ngày ông đưa nè, ông bảo là chúng tôi phải làm bất cứ giá nào cho anh phải ghi như vậy rồi anh ký. Ví dụ những câu là tôi hận thù cộng sản đến tận xương da tận xương sống, là tôi quyết không đội trời chung với cộng sản, cộng sản còn thì tôi chết, cộng sản chết tôi còn, là nếu người cui có vũ khí là tôi sẽ giết tất cả cộng sản. Là tôi ví dụ như có thù mà mình đâu có thù một cách dơ dáy như vậy, mình chỉ nói chứ đâu có phải là tận diệt, giết giết, tiến lên giết nó, diệt ngụy gì. Cái thù đó là cái thù hạ cấp bẩn thỉu, mà tôi đâu có biết những cái câu bẩn thỉu như vậy mà cũng bị ép cung. Rồi không có thì phải nhịn đói. Có những cái là tôi không có khai, dứt khoát là bị bỏ đói bao nhiêu ngày, nhưng mà rốt cuộc thì có những cái tôi phải ký vô. Nó lựa được cái thông tin ở đâu là cái lúc vợ tôi là tôi đi cải tạo cái đợt 75-76, thì cô ở nhà đi bước một bước nữa, thì không biết là ở địa phương. Sau đó năm 76 sau, cô thì xin giấu tên là sinh năm 1950, mà cô lại ngoéo thành 1000 số 0 thành 1956. Rồi bây giờ lấy ông này, tức là hủy cái hồ sơ hôn thú cũ đi, rồi đem cho tôi. Đó lúc đó viện kiểm sát với công an nói nếu tôi mà không ký nhận những cái này, bị gì cùng gông đánh đập thì không kết quả, nhưng mà nếu như vậy thì sẽ đưa xuống dưới cái địa phương, lúc đó cái quận An Biên, cho cô vợ cũ của tôi dạy sẽ hành hạ, sẽ đưa ra tòa, rồi xông hôn, rồi mua chuộc cán bộ địa phương để làm lý lịch giả. Rồi lúc đó là vợ tôi nuôi dùm cháu Nguyễn Ngô Hữu Bích nè. Rồi mấy năm sau, rồi vì cái người chồng sau là tên ông Trần Văn Phụng gì đó, rồi mới chuyển cái tên Nguyễn Ngô Hữu Bích này, Trần Ngọc Bích. Nói tóm lại là công an điều tra tôi nói nếu tôi không chịu ký đó thì sẽ làm đưa cái vụ án này ra. Tôi nghĩ cũng thương cái người vợ cũ của mình,
mặc dầu cô đã bỏ và bước đi rồi, nhưng mà cũng đang cưu mang đứa con mình, rồi cũng là nhiều cái lý do khác, rồi cái sao đưa ra tôi ký. Nhưng mà có một số quý cha quý thầy nói anh cứ ký đi chứ anh nhịn đói anh nằm cái bên 3-4 ngày anh không ăn tụi tôi khổ tâm lắm. Cái loại như bài chú đại bi kinh lại cha anh cứ ký vào, rồi ra tòa anh phản cung anh nói cái bài hết thế giới cả trăm triệu cả tỷ người đều biết, thì người ta đánh đập bức cung tôi bắt tôi ký thì tôi phải ký. Anh cứ ký đi, chứ còn cái việc bí mật giữa một hai người, ví dụ những cái hợp đồng hay gì thì không biết, còn cái bài kinh này là ra tòa, nếu mà tòa hỏi ở dưới đồng bào ai biết thì tôi nghĩ là cả ngàn người biết, chính mấy ông sư ở chung rồi mấy cha cũng nói vậy đó. Thành ra sau này đưa cái gì tôi ký tới luôn, mấy cái loại đó là tôi ký. Rồi cái vụ án tôi là độc lập, vụ án tôi độc lập lại đi là gài vô một cái vụ án của mấy ông bác sĩ thì không biết thế nào, nhưng là khuyết điểm là có ông tập gì đó mổ cán bộ bị chết, rồi cái cấp phần thuốc thì bớt, rồi bệnh viện tổ chức bán máu gì. Cái chuyện là cái bệnh viện quốc danh của nhà nước gì quản lý mà để bê bối như vậy, nếu tôi biết là tôi cũng đưa lên báo nhân dân tôi tố thấy tổ luôn. Rồi bây giờ gài tôi vô đó vì tôi sống như nãy nói trong căn nhà quen số bệnh viện đó. Rồi ra tòa ông Tập đó, ông Phạm Quy Tập hay Lê Văn Tập gì quên, ổng lên ổng thú nhận là lúc đó là ổng gần 54 mấy rồi, ổng mổ chết cán bộ là vì ổng nghe cái bản bò kéo xe, trâu kéo xe gì đó. Rồi từ đó ổng tức quá, rồi ổng vô trong bệnh viện ổng gặp cán bộ ổng mổ, rồi số là nữ gì bác sĩ khoa nhi khoa sản, rồi nghe cái bản nhạc vui vô cái là cho mấy bà phụ nữ sinh ra rồi chặt oxy rồi cho mấy đứa nít chết, rồi cái ông Bùi Việt Hoàng gì đi mổ lỗ tai bệnh nhân, rồi cái gì làm ung thối là bởi vì ông Bùi Việt Hoàng này ổng nghe cái nhạc của ông Cầu, rồi tự nhiên ổng phẫn quốc chế độ, rồi ổng vô ổng mổ cho bệnh nhân rồi chảy máu lỗ tai cho chết. Khi không rồi cái những người đó thiết nghĩ là 40 mấy 50 bác sĩ cái trình độ còn hơn tôi gấp mấy, mà khi không đi nghe cái bản nhạc, mà có nghe bản nhạc nào ở đâu, lúc đó những cái loại nhạc này là tôi có cái chỗ để tiêu thụ hoặc gì sáng tác trong phòng để tiếp tục có những cái kế hoạch của mình mà ấy ông có biết. Nhưng mà mình nói là khi ra phúc thẩm đó có bác sĩ Phạm Duẩn Luyện là đúng 2:30 trưa đó ông có đứng nói thưa quý tòa bây giờ có nhốt tôi lại bao nhiêu năm cũng được, mặc dầu tôi hết án, sắp hết án, thì vì một bác sĩ lần đầu tiên là bị ở tù tôi cũng có cái khiếp sợ, sinh ra hèn yếu, rồi đưa cái gì khai cho ông Cầu tôi cũng khai. Bây giờ tôi nhân danh một người bác sĩ, tôi xin phủ nhận tất cả những đó trước phiên tòa. Tôi không có biết một cái bản nhạc nào của anh Cầu hết. Thành ra đừng có nói là tôi vì mà nghe bản nhạc anh Cầu vô rồi cho 2-3 cán bộ gì uống thuốc. Vì trong cái liều thuốc chỉ định nó có lầm lẫn người ta chết. Chứ không phải vì tôi nghe nhạc anh Cầu rồi giờ tôi tức cộng sản quá tôi đè cán bộ với nhân dân vì tôi cho uống thuốc cho chết. Thì đại khái cái bệnh viện lúc đó nó bê bối nó đủ thứ. Rồi lấy cái vụ án của tôi nó lồng vô cái đó để là đánh trống lảng, đánh lừa dư luận. Rồi sập xí sập ngầu vậy đó, lung tung beng, rồi đại khái nó như vậy đó. Dạ vâng, trong thời gian đó thì chúng ta không có cái internet, thành thử ra những cái thông tin của chúng Nguyễn Hữu Cầu rất là mới mẻ đối với chúng ta phải không ạ? Thưa chúng Nguyễn Hữu Cầu, còn có rất nhiều câu hỏi nữa mà chúng ta không có thời gian nhiều, nhưng mà trong cái Trà Lan xin phép hỏi chú là trong cái bài Con Bò Kéo Xe chú có nhắc tới một người phụ nữ mang bầu 8 tháng,
Chú có thể nói rõ về cái ý của câu trong bài hát đó không ạ? Cô xin đã lặp lại cái máy nó hơi không rõ. Nó dạ có vâng. Người nữ gì đó. À, trong cái bài mà con bò kéo xe của chú đó, có nhắc tới một người phụ nữ có mang thai 8 tháng mà cũng bị tử hình. Yeah. À, chú có thể nhắc lại cái câu chuyện này cho quý thính giả được rõ không ạ? À, cái này thì hôm bữa là có mấy anh có hỏi. Cái bài này là một bài độc lập. Còn xin nói cái bài con bò kéo xe đó là đáng lẽ ra 9-10 bài nó độc lập. Một bài khi về làm chuyện như vậy. Tiếp theo là lên non cao để hát cho vong linh những người bạn tù bị gung gông cùng xiềng xích chết. Rồi một cái bản thứ ba là tôi sẽ lên núi, tôi khắc vào núi đá tên những người bạn mà kiên gian của tôi mà trong thời gian tôi tử hình mà những người đó bắt ta ra đi. Rồi thứ tư là tôi sẽ nói về cảnh gặp những cái người con cháu của người bạn đó. Rồi thứ sáu thứ bảy là mở cái quan tài trong đó có cái gì, và kết thúc là những cái đoạn mà mong cho đất nước hòa bình thật sự hai miền Nam Bắc từ Nam Quan tới ải Cà Mau là không còn hận thù. Đó là rồi còn tiếp những cái đoạn mà phải nói con bò kéo xe nó có 10 hoặc 11 cái bài độc lập lẫn nhau. Lấy cái bài thứ 9 hát thứ 2, lấy cái bài thứ 3 hát thứ 9 cũng được. Nó độc lập với nhau và nó không bị lệ thuộc bởi phiên khúc điệp khúc của khung một bản nhạc. Còn cái bài người phụ nữ đó là xin cho bào thai được thấy mặt trời. Là trong lúc năm 82, 83, 81 đầu tôi đang ở tù á, thì cái sự vụ này nó xảy ra năm 77 hồi còn quân quản mà. Thì những người vượt biên ở dưới, ở tỉnh Tiền Giang, Mỹ Tho họ đi, thì họ kể lại trong đó đó là chuyện hai vợ chồng anh Huệ và chị Lan. Mà anh Huệ này nghe nói cũng là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chị Lan cũng là nữ quân nhân. Nhưng mà cái anh Ngô Hoàng Huệ, Cao Hoàng Huệ, Nguyễn Hoàng Huệ, chị Lan thì Trịnh Thị Lan, thành ra cái thông tin về cái họ tôi không nắm. Mà hàng chục người về tôi la cà hỏi thì họ kể là bắn ngay cái ngày lễ Vu Lan 1977. Mà lẽ ra không phải cái ngày bắn, có thể trước hoặc sau. Nhưng mà lúc đó có 6-7 vị sư, có 2 vị linh mục làm đơn tập thể. Mà những cái năm đó là tính cũng liều mạng đó, trình lên tỉnh với tòa. Vì biết cái cô đó là có mang, đã được 4 năm tháng rồi, thì đừng có bắn để khi nào mà sinh ra rồi thì cái gây rồi cuối cùng nó sẽ tính sao. Nhưng mà không biết vì lý do gì lúc đó người ta là đem cái hai vợ chồng đó bắn đúng cái ngày lễ Vu Lan, là cái ngày mà chính là địa ngục A Tỳ. Người ta cũng mở cái ngục cho những vong hồn, vong linh đi là free là chừng khoảng một ngày. Rồi mà thì một số người trí thức họ nói là để trả lời những vị sư, những vị linh mục của 30 mấy, gần 40 năm về trước, cái thời điểm đó là xin như vậy đó. Rồi thầy ra cái ban thi hành án, người ta còn lựa ngay cái ngày đó. Thì dần dà thì khi bị bắt là 3-4 tháng, làm nhanh lắm. Hai người thì nghe nói rải khoảng 100 tờ tường đơn gì đó, cũng chống, kêu gọi chống phá gì đó. Mà lúc đó mình nghĩ thật tình nói khách quan, nếu cái tội đó bây giờ có thể là 1-2 năm tù, nhưng lúc đó người ta phải bắn như vậy để trấn áp. Theo nhiều người bình luận nói, thì tôi để nghe những cái chuyện này tôi xúc động, tôi thức mấy đêm tôi mới viết ra cái bài là xin cho bào thai được thấy khung trời đó. Rồi cái bài đó là nói như vậy, chứ nó không nằm trong cái chùm của khỏe re như con bò kéo xe. Đó là một cái bản độc lập. Dạ vâng. Một cái yêu cầu là chú Nguyễn Hữu Cầu có thể ca một đoạn khoảng mấy phút thôi, tại vì biết sức khỏe của chú không có được khỏe lắm, cho quý thính giả nghe được không ạ?
Mà ca về cái gì á cô Lan? Dạ vâng, tùy chú. À, có lẽ coi cái bài Con bò kéo xe là được mọi người yêu thích nhất, nhưng mà chú cảm thấy chú thích hát bài nào thì xin chú cứ tự nhiên. Rồi, có bản Bò kéo xe thì bây giờ có cái đoạn mà hồi đó ở ngoài chưa hát. Dạ, mà vâng. Nguyễn Bắc Truyển không hát, tôi sẽ hát. Dạ vâng. Một cái đoạn mà ở ngoài chưa nghe. Dạ mời chú ạ. Mai một ta về, ta mua một con bò, rồi ta sẽ đi, đi lên trên núi cao. Mai một ta về, ta đóng cái quan tài, rồi ta sẽ nhờ con bò kéo theo đằng sau, khỏe re như con bò kéo xe, khỏe re như con bò kéo xe. Ta đi lên trên non cao, ta khắc sâu vào núi đá. Núi này là Huỳnh Công Ba, núi kia là Trần Văn Kiều, Kiên Giang tử hình cũng nhiều, ghi vào núi đá bao nhiêu mới vừa. Núi Trần, núi Trác, núi Đình, những người dũng sĩ thần linh. Núi này là Phan Bách Thắng, núi kia là Nguyễn Anh Hùng, đồi này đồi Trần Văn Ba, suối kia suối Ngô Quang Tài, sát thân nằm xuống còn hoài tiếng thơm. Ta sẽ nói về những người tử tội, lấy máu của mình vẽ vào tường vôi bản đồ Việt Nam và tên Đức Huỳnh Giáo Chủ. Những người tử tù từng ngày sắc cưa, thịt người máu rơi, vẽ vào tường vôi tên Đức Hùng Vương và tên Đức Chúa Giêsu. Gãy xương ói máu trong tù, đâm thoi tập thể đoàn thù. Ta tới Võ Thành Sơn Lâm Vĩnh, thét vào lũ yêu tinh, thân ta dù có tử hình, bay không xóa được Đức Huỳnh trong tim ta. Nước tan tan đảo tan nhà, bay đã phá hết, chết thà sướng hơn. Dominico Trần Ngọc Đệ, ba ngày trước khi đi xa, trao lời trôi trăng cho ta. Khung trời bỗng dưng mưa xa, phù toát câu thương ca, gông cùng mẫu tuôn thêm ra. Nếu còn sống sót, có đến thăm quê nhà, nhờ anh nói dùng
mấy đứa con của ta. Dù đàn thù đã cướp màng ông, và đàn thù đã cướp màng cha, rồi đàn thù sẽ cướp màng ta. Nhưng nhân danh những người tử tù ngồi chờ họng súng AK, nhờ anh nói với mấy đứa con ta, hãy nhớ lời Thiên Chúa, hãy mở lòng nhân ra mà thứ tha cho những kẻ thù. Mới phần nữa thôi em lại. Một đoạn phần nữa mà của bài, của cái đoạn đó đó là dạ thầy gọi là cháu cũng phải làm khóc luôn thưa chú, mà chú có thể thuộc hết tất cả cái lời như vậy hả? Cảm ơn chú Nguyễn Hữu Cầu đó rất là nhiều. Vâng. Bây giờ uống miếng nước rồi. Kính thưa quý thính giả, trong thời gian chờ đợi quý thính giả gọi vô để chia sẻ, thưa chú Cầu, ở trong trại giam á, cuộc sống của một tù nhân á, là từ 4 tới 5 năm, thì quý thính giả chắc cũng đã nghe rất là nhiều, nhưng mà với con số là 37 năm thì gọi là quá kinh khủng. Thưa chú làm sao có thể vượt qua mọi cái khó khăn về coi như là vật chất lẫn tinh thần thưa chú? Cái thứ nhất á, là tôi cũng quan niệm là mình việc chiến đấu có cái lý tưởng tổ quốc, danh dự, trách nhiệm của mình. Thành ra vì tôi là một số bạn bè hỏi trong này là cái tổng tư lệnh của tôi là ông Nguyễn Văn Thiệu, tôi cầm cái phiếu tôi bầu ổng ra, rồi khi không, rồi trong cái thời gian, rồi không biết vì cái thế lực nào, rồi cái ông mà Dương Văn Minh gì đó có 3 ngày tổng thống, rồi sao mà ra lệnh được, rồi bây giờ là khô là thua, rồi sau này theo dệt đánh cái mũi này đánh cái mũi kia, rồi tôi là hay thích nói chuyện mấy em mấy cháu mà 30 tuổi giờ đọc nói ngày đó cái mũi này mũi kia mũi nọ vô. Thành ra do đó là tôi khẳng định là tôi giống một cái người chiến sĩ của bên Nhật đó, là chưa có lệnh Nhật Hoàng là không có đầu hàng, mà bắt tôi vô tù đi, tôi cũng còn là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và từ ngày tôi về giờ tôi chưa có được làm dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam này đó. Rồi thứ hai nữa là cái động lực mà khiến cho tôi nó đủ sức để mà chống chọi là vì lý do tôn giáo. Cha tôi là hồi đó là người Bắc, dân Hải Dương là Công giáo, gặp mẹ tôi là người Nam, là người Phật giáo. Đó thì lúc là tôi cũng nói một hai cuộc phỏng vấn là trong thời gian trước thì vì cha chết sớm mà gần bên gia đình mẹ thiên về Phật giáo, nhưng khi tôi bị tử hình là nhớ cái đạo cha thì tôi mới bắt đầu những vị linh mục rồi các vị thầy, kể cả giáo dân mà đi vượt biên hay bị cái tội nằm gần, tôi không xin dễ đó, xin mỗi ngày một câu kinh, đó là suốt cái chuỗi 2 năm mấy đó, ngoài sáng tác nhạc tôi tập tung đọc kinh, tôi lượm được cái cọng kẽm tôi chà lên cái miếng xi măng đó, rồi mỗi ngày có một cái vị nào đọc đó là tôi là chuyển cái đó vào tâm thức của mình đọc, tôi quán tưởng Thiên Chúa và tôi cũng thấy được cái nhiều cái điều lạ mà trước đó nếu không ở tù tôi dứt khoát tôi không tin, vì tôi cái phân tích khoa học cái này là electron, cái kia neutron, rồi cái nọ là thuyết lượng tử phân tử gì, nhưng mà đến lúc những cái như tôi nói, bởi vậy là tôi bỏ 2 năm mấy ra tôi học kinh, rồi tôi nguyện với vong linh của cha, rồi con lỡ cuộc đời lính tráng bao nhiêu năm chiến tranh không rảnh, bây giờ chính những cái lúc tử hình này con đã
gần 30 tuổi con nhớ đến dòng họ phía cha, con sẽ dốc lòng vào đạo. Do đó nên khi đó và tôi đã nguyện nếu mà tôi sống thì thôi, nếu tôi chết thì thôi tôi sống, thì tôi đến trại nào đầu tiên là tìm vị linh mục. Thì khi xuống án tử hình khoảng chừng nửa năm sau tôi lên cái trại Xuân Lộc đó, thì tôi cũng nói rồi là gặp nhiều vị trong đó cha, có nhiều vị linh mục, nhưng mà trong đó là cái linh mục mà rửa tội chưa tôi là cha Nguyễn Công Đoan, lúc đó là giám đốc dòng tên, tức là dòng Chúa Giêsu người ta nói trại qua để kỵ quý đó. Rồi cha cũng nói là con sẽ đọc kinh rồi 5-6 tháng rồi phải là kinh bản hỏi rồi phép lần hạt rất thánh Đức Bà Mân Côi rồi năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng, rồi con sẽ học chặng đàn thánh giá vân 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 vân. Thì tôi nói như vậy là cha nói thuộc cái đó rồi, là cha check đi check lại rồi mới rửa. Tôi nói cái đó con học thuộc hết rồi cha ơi. Rồi ổng hỏi làm sao thì mới kể là hồi ở trong tù như vậy đó, rồi lúc tử hình thì con ngoài việc sáng tác vài bài rồi con cứ chú tâm đọc kinh. Thành ra trong đầu tôi là đêm đầu hôm tôi đọc kinh cho cha, rồi cuối hôm tôi đọc kinh cho mẹ. Đó cũng như là tôi lên trên đó là trại Xuân Lộc thì cha Đoan là rửa tội cho tôi là ngày phục sinh năm 1986. Cha đặt tên thánh cho tôi là Juan Bautista, mà như tôi nhớ cha nói cha rửa một mình tôi là duy nhất, mặc dù cái chức năng của cha có thể rửa tội cho hàng nghìn người như vậy đó. Thì tóm lại, thứ nhất là tổ quốc danh dự trách nhiệm, tổng thống là ông Thiệu chứ không phải Dương Văn Minh. Thành ra cái lệnh gì đối với tôi trong đầu là bất hợp pháp, bất hợp hiến. Còn thứ hai là cái thân xác tôi nhiều lúc còn có 37-36 ký như bộ xương, nhưng mà nhờ đức tin Đức Chúa Giêsu, Đức Phật Thích Ca nằm trong đầu, mà đầu tiên vì tôi thương cha thương mẹ, rồi tôi mới đọc những kinh đó để xin cái nước Chúa. Lúc đó mình nghĩ vậy, là lúc mới đầu mà đọc kinh về Chúa là Chúa sẽ phù hộ cho cha, rồi đọc kinh về Phật là Phật phù hộ cho mẹ. Rồi tôi nghĩ một bên là thiên đàng, một cái bên là thiên đàng, một bên là niết bàn. Nhưng mà càng ngày tôi thấy hầu như có một cái vị tối cao là Thiên Chúa, rồi ở dưới là những đấng tiên tri, những cái đấng thừa sai để mà phụ búp giúp công việc là điều hành cái trái đất, cái vũ trụ này. Do đó cái tư tưởng mà đạo Chúa, đạo Phật ngày xưa nó xa ra, rồi lần lần thấy gần. Đó thành ra trả lời của Thanh Lan là 30 mấy năm vì cái niềm tin của quân lực, tổ quốc danh dự trách nhiệm, và thứ nhì là đạo chính tôn giáo là giữ linh hồn, giữ thể xác tôi. Thật ra nhiều lần tôi muốn gục ngã rồi, nhưng mà có những cái phép lạ lùng lắm. Như lần đó cách đây mấy ngày tôi có kể chuyện ở bên dòng Chúa Cứu Thế đó, cái đêm tôi chuẩn bị hai sợi dây điện chỉ câu lại là tôi chết, nhưng mà cái nóc nhà tự nhiên nó mất đi, thấy trời sao, rồi thấy một cái bà mặc cái rốp màu cái trắng có thắt đai xanh đó, rồi tròn áo xanh đó. Bữa tôi nói, mà sau đó có hỏi vài người Công giáo, họ nói là Đức Mẹ Mân Côi. Thì cái hôm bữa tôi kể chuyện xong, rồi cô Huyền Trang sướng ngôn viên của cái bên nhà thờ bên dòng Chúa Cứu Thế dẫn vô cái chỗ đó, tôi thấy hàng trăm Đức Mẹ đó. Thì chỉ có cái hình mà mặc cái áo trắng thắt cái đai xanh đó là mới đúng cái đêm mà tôi định tự tử. Rồi bà lấy tay và quất phất trên đầu là khoảng 5 phút, rồi tôi tỉnh đi tự nhiên mạnh khỏe xuống tắm. Mà lúc đó cái chân liệt đó, mà sao như vậy,
hay là cái gì nó động trên cái não bộ tôi, rồi cái não tôi nó ra lệnh cho thần kinh dưới chân dưới tay nó phải như vậy, hoặc là có cái gì mình không có lý giải được đó. Cái năm 2007 đó là cán bộ vô rồi biểu là phải tố cáo tội phạm đồ này kia, anh Điền anh không có chịu tố cáo mấy, rồi Điền nó mới nói cần gì ông cầu ông tố cáo nè, bước vô cái trại này là phải có cái câu là phạm nhân phải tố cáo tội phạm biết được dù cái tên tội phạm đó đã bị bắt vào trại hay ở ngoài, Điền nói vậy đó. Rồi ông cầu là ông cầu là 10 năm nay là tôi ở gần ông thấy ông tố cán bộ đem xì ke bán, rồi tố cán bộ lập quỹ đen trong trại, rồi đập đầu phạm nhân, rồi chở cái xác chết đi bệnh viện, rồi cán bộ là ăn đô la, rồi họp nhau định giải tán đảng, mà phải là giải tán đảng giải thật, rồi ổng còn kính phục mấy ông. Cái này nhận 500-300 đô la của thằng nào nó dụ rồi đi đòi giải tán đảng tùm lum tà la, rồi mấy ông đem chất nổ vô trại định đặt cái gì đó, rồi thằng đó Điền nó nói đó, ông cầu ông tố cả đám bao nhiêu hàng trăm cán bộ rồi trong trại, rồi mấy ông quỉnh quá mấy ông giấu ông vô này, còn sợ phái đoàn thanh tra của mấy ông. Đó là bữa đó ông Điền nó bị đánh. Tôi nói câu này là những người ra ngoài ở bên Mỹ với làm chứng tôi, như cháu Trương Quốc Huy nè, em Trần Quốc Hiền vậy đó, rồi Nguyễn Ngọc Quang, rồi đó Trương Minh Đức, rồi là Nguyễn Bắc Truyển, rồi Phạm Bá Hải và nhiều người đó. Chính Điền bữa đó cởi quần áo đứng trước mặt giám thị thượng tá Lại Xuân Hùng nói nè, tôi nói ông cầu ông tố cáo, tôi chỉ vô mặt cán bộ, mà cán ông thì che đậy với nhau, mà bây giờ để cho những cái thằng đầu gấu quýnh tôi, thì Điền chỉ cái mặt sưng nè, rồi bên vai bên phải là sưng, chỉ ngực bị dậm nè, chân vì Điền nó vì tôi, bởi vậy tôi mới nhớ vậy đấy. Rồi tất cả anh em đều ngồi đó, rồi ghe giám thị nó để tôi coi lại di truyền này, rồi tôi sẽ xử lý địch đảng. Rốt cuộc rồi cái ông mà sĩ quan ra lệnh cán bộ, ra lệnh đánh Điền cũng lên chức, mấy cái thằng đầu gấu cũng được xét án cho về. Đó là tôi thấy cháu Điền nó có cái thừa hưởng cái gen gì của anh Sơn Xuân với chị Ngọc Trinh đó. Rồi nó như vậy đó. Thì tôi thấy cái viết, tôi với Truyển thấy viết cái bài thơ mà nó cũng mắc cỡ đưa, tôi nói có lý. Thì Truyển biên tập thêm như Lão Lai Tử rồi nghe đó, lại mới viết nói để khi nào chú về là có dịp ta hát cho ông Sơn Xuân với bà Nguyễn Ngọc Trinh nghe. Rồi nó nói địa chỉ gì là gì 92 gì 70 mấy đó, rồi Streamview Dior San Diego, rầu quá nhiều chuyện quá, hình như tôi cũng quên đó kỷ niệm của giáo Điền. Và những lời tôi nói là ai mà có nghe này mà ra hải ngoại cỡ chục một chục người ngồi ở trong cái phiên tòa mà xử ở trong trại đó, mà chánh án là thượng tá Lại Xuân Hùng đó, và hàng trăm người khác thấy đó, vậy tôi nói bằng sự thật và có chứng nhân chứng từ chứng cứ chứ không có nói mơ hồ. Nó là không phải cái chuyện ngàn lẻ một đêm mà nó lấy 30 mấy nghìn nó thêm 30 mấy nghìn lẻ một đêm, thì bây giờ chỉ một vài tiếng đồng hồ này là không đủ. Dạ vâng. Bây giờ tôi không biết nhân danh gì, nếu mà nhân danh theo cáo trạng là nhân danh CIA Nguyễn Hữu Cầu, nhân danh tình báo Trung Quốc và tình báo Israel là cũng tôi hết á, thì nếu mà nhân danh trên bản cáo trạng, còn nếu mà nhân danh thì một người chiến sĩ quân lực nhân Việt Nam Cộng Hòa, xin chào bà con cô bác anh chị em đã có lòng ưu ái hỏi thăm, mà bằng cái tâm tôi nghe trong máy có nhiều vị khóc đó là tôi làm cũng mũi lòng theo. Tôi cũng cứng gì cứng chứ nghe khóc cũng hay, bắt chước khóc theo. Thành ra rồi cũng cảm ơn đồng bào, kể cả bên Pháp, bên Đức, châu Âu, rồi bên Úc, rồi ở nhiều nơi, nhất là bên Mỹ, có gửi đi về thăm, rồi gửi quà với động viên, tin lời động viên. Chứ nếu mà không có những cái đó đó,
Rồi kể cả những cái vấn đề tài chánh thì tôi định về là tôi kiếm cái chùa gì đó, rồi vô đó mình quét lá đa, rồi mỗi ngày sư có thuốc nam sắc, rồi phước chủ mai thầy thì thôi, rồi có đi cũng được, miễn là gặp con cháu rồi. Nhưng mà về không ngờ bàn tay ưu ái của đồng bào toàn thế giới luôn, mà bây giờ nhờ cái mạng internet rồi thì xa dù xa rồi sao mà như cô Thanh Lan rồi cũng thấy như ở gần gần, cách đây chừng có năm tấc rồi anh Đức gì rồi ở xa rồi nghe cũng gần lắm. Thành ra thôi tôi chỉ nói những lời như vậy để mà kết thúc, tạm kết thúc cái chương trình này, phải không cô Thanh Lan? Vâng, chúng ta còn 5 phút nữa thì trước tiên là thưa chú Nguyễn Hữu Cầu, chắc chắn là cái lịch ân xá đối với chú thì nó chẳng có nghĩa lý gì cả, tại vì được biết là chú đã chịu ở tù 30 mấy năm, không chịu ký bất cứ một cái lịch ân xá hoặc là một cái tờ đơn xin ân xá nào cả. Thì nhưng mà Lan vẫn muốn hỏi chú là thưa chú nghĩ sao về cái lịch ân xá của Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam ạ? Là nghĩ sao về cái lệnh tha của chủ tịch à? Dạ vâng ạ. Rồi thì có 5-6 lần rồi, thì cũng thỉnh thoảng 1-2 năm mà hâm hâm rồi cũng đưa cái giấy rồi để làm đơn xin đặc xá, rồi 5-6 lần đó tôi cứ lượm được giấy tôi ngồi tôi biết thơ về gia đình. Rồi nhiều lần tôi nói vậy đó, là tôi đâu có truyền thống xin đặc xá, là tôi muốn mấy ông xem là 500 lá đơn tôi gửi suốt gần 30 năm lên Trung ương. Đó mà để tố cáo cái thằng cha viện trưởng viện kiểm sát là truyền vụ án của tôi. Rồi sau đó là mười mấy cái vụ bộ phạm tội trong tù. Từ bán xì ke ma túy, lập quỹ đen, tới đến bản thân giải tán cái đảng của mấy ông cũng tính. Mà chỉ là hèn quá đi nhận đô la, rồi sau đó nghe đảng mạnh lời cái thục là cơ hội chủ nghĩa, tôi rất khinh. Rồi bây giờ những cái chuyện đó ông không có dám đưa lên, không có đưa thôi. Lần ra khi đưa cái giấy đặc xá thì tôi cũng muốn cũng cảm ơn cái ông chủ tịch nước, mà nhưng mà tôi không cảm ơn được. Tôi nói mấy ông đã bịt mắt chủ tịch nước mấy ông rồi. Nếu theo tôi nghĩ dù sao Trung ương mình nói một cách công bình, là nếu có lên thì không tới ông Sang mà chỉ ông Trương Hòa Bình thôi. Rồi mấy ông sợ là tôi là lên với bà Hai cái bản cáo trạng như vậy. Và cái thời Lê Duẩn là khác, còn cái thời Nguyễn Trương Tấn Sang mình cũng nói một cách công bình đó. Bây giờ nó có những cái nó đỡ hơn đó, nhưng mà vì mấy ông sợ tôi gặp Trung ương tôi xì ra hàng chục cái vụ, mà còn khủng khiếp hơn cái vụ mà tôi tố cáo Nguyễn Thế Đồng, viện trưởng viện kiểm sát Kiên Giang năm 82. Do đó những cái lá đơn của tôi thì mấy ông coi là nó vào sọt rác. Bởi vì cái năm 2008 anh Truyển, anh Quỳnh Anh Trí, Quỳnh Anh Tú, rồi anh Trương Minh Đức đã đào hố làm ruộng làm rác, đã lượm được nhiều cái lá đơn của tôi bị chôn vùi. Nó tóm lại anh sợ. Nó thành ra tôi thấy là cái bản mà cái giấy trả tự do của tôi, một là ông Sang ổng thấy quá lâu thì ổng cho tôi về, hoặc hai là về ngoài đời tôi tiếp cận tôi biết là nhiều chính phủ, nhất là chính phủ Mỹ, rồi chính phủ Pháp, rồi bà bên Đức, nghe nói bà Angela Merkel gì đó, và nhiều, và thêm cái lực của thập phương, của đồng bào, của kiều bào ở Mỹ, ở Pháp, ở châu Âu, là tôi rất cái này là cái động lực chính, mà cái đó là động lực chính để tôi mới có cái chữ ký của chủ tịch nước gọi là đặc xá cho tôi về đó. Tôi nghĩ như vậy đó. Dạ vâng, xin cảm ơn chú Nguyễn Hữu Cầu. Chúng ta đã hết thời gian. Thay mặt cả tất cả quý thính giả đại tiếng nước tôi xin chúc mừng coi như là chú đã được trả tự do, và kính chúc chú luôn nhiều sức khỏe. Mời chú Nguyễn Hữu Cầu có vài lời với quý thính giả trước khi chúng ta chia tay ạ. Rồi thôi chia tay nha, chia tay vui vẻ. Dạ thưa, cảm ơn chú Nguyễn Hữu Cầu rất là nhiều ạ, kính chúc chú nhiều sức khỏe.
Rồi cũng kính chúc sức khỏe lại quý vị và chia tay vui vẻ, rồi còn nhiều cái còn sẽ gặp nhiều cái vui vẻ, nếu mà đầy đủ sức khỏe có thể tôi qua gặp quý vị là vui vẻ tận bên đó nữa không chừng. Dạ vâng ạ, hy vọng một ngày gần đây cũng xin kính chúc quý vị thính giả một cái tuần thật hạnh phúc với gia đình. Xin chào tạm biệt.